Ăn mới nè. Ai? Ăn gì nè. Được không? Ngon không? Gì không? Hả? Rau cải. Rau gì? Đó, chưa miệng đi. Chưa biết à? Ngủ hả? Nhớ vợ ngủ rồi. Thằng Phước nhớ vợ thôi, ghét cho má cho ông thêm tiền để ông gọi điện thoại chứ nó không đủ tiền gọi đâu. Coi Việt Nam cho ông nó nói vợ ổng đưa ông về thì ông nhớ vợ quá. Bờ khác. Hả? Ôi, bờ khác. Bờ khác bờ nào? Nam. Con Khoa, má con Khoa đó hả? Bậy. Màu. Má chịu không? Má chịu không? Chịu. Chịu hả? Đưa ông nhiều. Má hỏi, nhớ. Muốn dùm. Cho anh 20, 30 cho nè. 40 ngàn, cướp. Nghe mà. Cướp. 40 ngàn mà bao nhiêu năm mới trả lại hết. Mày nó khí ra còn vô. Hỏi cậu chịu làm không? Trả 40 ngàn đâu. Ai cho anh mượn tiền? Dạ, anh còn vô. Đã khuyên anh ok. Sao? Ok. Ông chịu hả? Ông 60 tuổi ông làm được không? Làm. Ông làm kiểu Mỹ với kiểu Việt Nam ta chê á. Kiểu Mỹ ông kiểu Mỹ ông phải cạo cạo giá. Ông sao vậy? Ông làm kiểu biển phải cạo cạo giá vừa cạo không? Uống vô nhiều. Hả? Uống vô nhiều. Uống chục chiều hả? Tiền đâu uống ra không có? Đi làm. Ai đi làm? Ông đi làm. Ông làm với ai? Dễ lắm, ông đi dễ lắm. Má cháu chọc cậu về. Cả ông già ông nín rồi, ông im ru rồi, ông già nói nữa. À, già ru mà chạy. Thì thua thôi. Thôi mang nữa đi. Dạ về đây thằng Lý, về ông vừa. Sao? Vừa. Mai mới về rồi đấy ha. Nè, nước cái má trong nè. Ai chưa về? Cậu kêu cậu khuyến vợ vợ bé của ông tới rước chợ má về. Bả gọi má là chị. Má coi như má cưới rồi má đứng ra đưa tay cho ổng. Má gả ổng hả? Cậu kia có bây giờ bé cậu tới chưa? Gặp mặt chị chưa? Rồi. Điều gì quá thôi à.